Sau 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios liên tục là mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường. Đây có thể được coi là mẫu xe thành công nhất của Toyota Việt Nam. Toyota Việt Nam đặt ra mục tiêu doanh số trung bình là 2.400 xe một tháng. Mục tiêu doanh số này được nhận định là hoàn toàn có cơ sở bởi từ đầu năm đến nay, mẫu xe này vẫn duy trì ở mức hơn 2.100 xe một tháng. Toyota Vios 2018 có những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, cá tính và hiện đại hơn. Đèn pha phía trước trang bị bóng halogen, đèn chiếu sáng ban ngày LED và đèn pha tự động đối với bản G, bản E vẫn dùng đèn pha halogen. Phiên bản được xe giao thông giới thiệu này là bản cao cấp nhất với đầy đủ trang bị của mẫu sedan. Bản cao nhất sử dụng mâm xe kích thước 15 inch, phanh đĩa ở cả 4 bánh. So với phiên bản trước, xe dài hơn 15mm, rộng hơn 30mm nhưng thấp hơn 1mm. Chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2550mm. So với Hyundai Accent và Honda City, chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở của Vios 2018 đều ngắn hơn nhưng chiều rộng thì tương đương. Nội thất của xe cũng có nhiều thay đổi về thiết kế. Đáng chú ý nhất là việc có thêm màn hình giải trí cảm ứng kích thước 7 inch. Vios 2018 vẫn duy trì lợi thế rộng rãi của các đời xe trước. Toyota Vios 2018 có không gian ngồi rộng rãi, thoải mái và tầm nhìn tốt. Phiên bản cao cấp nhất có các chi tiết nội thất cơ bản như ghế bọc da, tác lô nhựa giả da, điều hòa tự động. Có thể nói, nội thất bên trong Toyota Vios 2018 đã được hoàn thiện, bắt mắt hơn rất nhiều so với thế hệ cũ. Vô lăng điều chỉnh hai hướng, bọc giả da, tích hợp nút bấm điều chỉnh nhanh, xe trang bị chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, còn ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Trên phiên bản cao cấp nhất, bảng điều khiển trung tâm có thiết kế khá hiện đại và đẹp mắt. Trang bị an toàn là điểm đáng chú ý nhất trên Toyota Vios thế hệ mới này. Toyota Việt Nam đã bổ sung cho mẫu sedan thêm hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và trang bị 7 túi khí. Điểm đáng tiếc nhất trên phiên bản mới này là không được trang bị camera lùi. Vì vậy, muốn có thêm camera lùi để điều khiển xe dễ dàng hơn, khách hàng sẽ phải lắp thêm phụ kiện tại các đại lý. Vios 2018 vẫn dùng động cơ của các đời xe trước, loại 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng một phút, hộp số là kiểu số sàn 5 cấp hoặc tự động CVT. Động cơ 1,5 lít vẫn tiếp tục được tin dùng nhờ những ưu điểm vốn có như tính bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều người sử dụng và giới chuyên môn cũng đánh giá cao động cơ này vì nó khá lành, ít khi xuất hiện những lỗi vặt cũng như khả năng sửa chữa thay thế rất dễ dàng. Trải nghiệm của phóng viên đối với phiên bản Vios 2018 cao cấp nhất cho thấy, khi vận hành trong phố, chiếc xe di chuyển khá linh hoạt, vô lăng không quá nhẹ nhưng chính xác, sang số và chân ga cũng khá mượt, mang lại cảm giác dễ chịu ở giải tốc độ dưới 40 km/h. Khi di chuyển qua đường cao tốc, vô lăng xe cũng không có nhiều sự khác biệt. Điều này cũng dễ hiểu khi trên những mẫu xe hạng B thường không trang bị loại vô lăng có cảm biến tốc độ. Một điểm khác biệt so với thế hệ trước là khả năng cách âm, tiếng động cơ của xe gần như không bị lọt vào trong cabin. Âm thanh lớn nhất vọng vào xe chỉ là tiếng lốp rít xuống mặt đường. Một điểm cộng nữa cho mẫu Vios mới là khả năng tiêu thụ nhiên liệu. Với các cung đường hỗn hợp từ phố, cao tốc và đường khó thì mẫu sedan này tiêu thụ trung bình khoảng 6,5 lít 100 km, cao hơn đôi chút so với công bố của nhà sản xuất. Tại thị trường Việt Nam, Vios 2018 sẽ có 3 phiên bản với giá bán lần lượt là 531 triệu đồng, 569 triệu đồng và 606 triệu đồng. Bên cạnh đó là phiên bản Vios Limo có giá bán 525 triệu đồng, rất phù hợp cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Với những nâng cấp đáng kể như trên, Vios vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm của các mẫu xe khác trong cùng phân khúc và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thống trị nguồn hàng doanh số.